Ủa Cherry ơi, hai Cherry. Cherry đang hai cái đi tuốt cho lên lầu luôn kìa. Hai. Bên này đẹp ghê chưa? Đó. Cherry đi lên cầu luôn. Đó. Đẹp quá chị. Chỗ Halloween nè. Chiếc xe nè. Quá trời đẹp. Bên kia sao ghê chưa. Country nè, Country House ở 18C phường 10 đường Phan Văn Trị, phường 10 quận Gò Vấp nha mọi người ơi. Địa chỉ là 18C đường Phan Văn Trị, phường 10 quận Gò Vấp đó. Địa chỉ ở Country House nè. Đẹp quá ha. Dễ thương chưa. Một chiếc thuyền bé tí chở đầy hoa 10 giờ. Dễ thương quá. Không biết có phải hoa 10 giờ không? Chắc chắc vậy quá. Hồ không có cá mà có lá không à. Lá rụng đầy hồ chứ không có cá. Đẹp dễ thương ghê á. Quán đẹp mà hơi xa, xa với quận 7. Quán rất là đẹp. Nó dễ thương lắm, trang trí dễ thương đẹp lắm. Cưng ghê không? Kia là cái cầu hồi nãy Cherry chụp nè, hồi nãy Cherry lên đi chơi chụp hình nè. Rồi ở đâu cũng có bàn ghế hết á. Trời này mưa gió quá. Phải không mưa là mình đi nhiều hơn, đi vòng vòng quay nhiều hơn. Mưa quá quay sơ sơ thôi. May là mưa gió dẹp hết rồi mà còn đẹp vậy nè. Không mưa gió còn đẹp dữ nữa. Bây giờ đi về thôi, mưa quá rồi. Bye bye mọi người. Happy Halloween. Giỏ hoa đẹp ghê chưa?